Thì bây giờ Vi nói về cái chuyện này, Vi định sẽ im lặng. Nhưng mà nếu mà Vi im lặng thì mọi người sẽ tin cái chuyện này là nó vậy, nó vậy đó. Thì bây giờ Vi sẽ nói ra cho mọi người hiểu. Thứ nhất, về cái nick công trang Đặng Lê Thảo là một cái nick fake, một cái nick núp lùm, là từ một cái nhóm người hoặc một cái đứa nào đó nó ghét mình quá, nó không ưa mình cho nên nó mới đem chuyện này ra, nó bôi như vậy. Giờ mọi người thấy cái chuyện này trời ơi vui quá, nhỏ này đi chửi nè, vô coi tụi bay ơi, các bạn cứ tát 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 như vậy. Thật ra là các bạn không 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 đặt các bạn vào người khác. Khi các bạn nói người khác làm này làm kia thì các bạn nghĩ đi, người cái chuyện đó có đúng hay không, một cái chuyện từ cái nick giả mà các bạn có thể tin được như vậy. Thêm một cái nữa, từ cái nick con Lê Hằng, chỉ vì một cái câu mà nó nói là con nhỏ này đẹp, chỉ vì một cái từ đẹp mà mọi người có thể thiêu dệt lên một cái câu chuyện là con nhỏ này tự PR, tự nổi tiếng, tự tạo nick. Tại sao các bạn không qua trang cá nhân của Vi xem? Hình như các bạn chưa bao giờ qua trang cá nhân của Vi xem, và các bạn chỉ xem bên hai cái nick này. Các bạn qua xem đi, Vi có một viết một cái status như vậy. Bây giờ chuyện Vi với người đó, ai mà thắc mắc, kể cả phóng viên và nhà báo, thì liên hệ bên phía người đó, Vi không có trách nhiệm cho mối quan hệ này. Rồi các bạn nghĩ đi, các bạn thấy dính tới phóng viên nhà báo hả? Bây giờ Vi muốn nổi phải không? Vi có thể cung cấp hình ảnh, cung cấp thông tin, một cái dài, một số cái điều hot nữa cho họ, Vi có thể lên được một bài báo rất là hot, và đây là một cái xì cái đầu rất là lớn trong showbiz Việt. Bây giờ Vi muốn hỏi, Vi có thể làm được mà. Nhưng mà chuyện này Vi và người ta và báo chí đã bàn với nhau, đã êm xuôi rồi, mà tại hai cái tác giả này nó làm dậy đậu lên, nó chế tác lên một cái tác phẩm mà như chuyện ngôn tình vậy đó. Được. Các bạn nghĩ đi, bên con Lê Hằng nó nói là nó có hình ảnh Vi và cái người đó gặp ở đâu ở sân bay, là ôm nhau ở nhà riêng gì đó, tại sao nó không đăng lên? Nó có cái gì đâu mà đăng? Nếu mà nó có được cái hình ảnh đó thì tại sao nó không bán cho báo chí? Nếu mà nó giữ trong tay được một cái hình hot như vậy, nó có thể bán cho báo chí và nó nhận được một cái số tiền rất là lớn để người ta lên được một cái bài báo rất là hay, rất là hot. Chính các bạn cũng biết chuyện này rất là hot rồi mà. Thêm một cái nữa về nick con Lê Hằng, bây giờ Vi nói vậy, nếu mà có một cái người đàn ông nào đó mà cho Vi được nhiều thứ như vậy thì nói thiệt, Vi không nhất thiết phải lật kèo nó, Vi không nhất thiết phải xích mích như đó để cái chuyện nó bể ra như vậy. Một phần là do Vi nóng tính, do Vi là tối hôm đó là cãi qua cãi lại vì một cái câu là em là con nít ranh, vì một cái chữ con nít ranh mà Vi mới chụp lại một cái số tin nhắn mà Vi với người đó để tung lên để lúc đó là hả dạ đi. Nhưng mà chuyện này bị bên ái bên báo chí đó, nó điện qua nó hỏi là chuyện này sao, em phải xác nhận cái mối quan hệ này đi, em với người đó không sao, gặp nhau lúc nào. Thật ra lúc đó Vi rất là rối, các bạn không hiểu được tình cảnh lúc đó đâu. Vi cũng tự biết được tại chuyện này là Vi gây ra trước, vì một nóng giận tức thời mà Vi gây ra một cái chuyện như vậy. Và một cái số phần tử khác nó không biết cái chuyện này, nó mới copy cái hình đó qua và tạo nên được một cái thông tin, trời ơi nó không thể nào tưởng tượng, nó bá đạo không thể nào hiểu nổi, và mọi người cứ tin vào hai cái lúc đó. Bây giờ Vi nói như vậy, khi mà cái xã hội này người ta không thích mình, bây giờ Vi mà có cắn móng tay đi chăng nữa thì cũng nói Vi cắn móng chân à. Các bạn nghĩ đi, nó không thích mình thì nó làm cái gì mà không được. Khi một cái số một cái đứa mà không thích mình nó rất là hả dạ chuyện này, thì bây giờ nó thật hai cái nick đó nó thành công rồi đó, nó có thể bôi được một cái chuyện này, nó chế ra một cái chuyện là như phim vậy đó. Rồi một các bạn nghĩ gì đi, bây giờ trong cái mối quan hệ này, bây giờ không nói đến người này là đại gia đại gì hết, trong mối quan hệ nam nữ mình lặng gái mình ngu thì mình chịu. Các bạn nghĩ đi, chuyện này phải có xích mích gì đó cho nên mới gọi là cái chuyện lật kèo, tại vì Vi với cái người đó là phải có một cái sự cãi giả nào đó, thì chuyện trong nội bộ người ta tự biết, các bạn đúng không? Thêm một cái này nữa, khi các bạn phán xét người khác, khi người ta các bạn nói người ta làm này làm kia, thì bây giờ các bạn coi đi, các bạn còn tin hay không? Khi các bạn còn tin khả nói người ta như vậy, một số người mới từng biết, mới từng chơi chung mà họ cũng có thể tác vô vậy được, thì các bạn đặt trường hợp các bạn đi. Bây giờ các bạn nghĩ đi, vui nổi hay không? Khi mà các bạn không làm một cái điều gì sai hết và mọi người chế ra một cái câu chuyện hoàn toàn sai sự thật thì các bạn có vui nổi hay không? Bây giờ đơn giản, Vi nói một lần cuối cùng, Vi mà muốn nổi tiếng không nhất thiết phải tạo một cái nick để làm nó như vậy, và Vi có thể đem chuyện này cho báo chí, tại vì chuyện này bây giờ chưa bao giờ lắng xuống, chỉ là nó vậy nó có thể đưa lên báo bất cứ lúc nào, và phía bên kia người ta đã bỏ một cái số tiền rất là lớn ra để mua thông tin này lại, thì các bạn có thể cho chuyện này nó im xuống được không? Còn cái nick công bên Trang Đặng Lê Thảo đánh vô tâm lý của tất cả mọi người là ở đâu mà có chửi có phỉ báng nó đăng lên rất là nhiều. Các bạn đặt trường hợp bạn đi, khi các bạn không làm gì mà người ta nói nặng các bạn vậy, các bạn có vui nổi không? Các bạn có liên tục tát bạn bè mình vào và nói lên một cái câu chuyện gì trong khi các bạn chưa bao giờ gặp Vi, chưa bao giờ biết Vi, chưa bao giờ chơi với Vi, các bạn không hiểu con người Vi như thế nào, tính cách Vi như thế nào mà các bạn có thể nói như vậy được. Bây giờ Vi nói đơn giản vậy,
Vi và người đó để tự Vi và người đó giải quyết. Còn chuyện này không như các bạn nghĩ, các bạn hiểu không? Cái chuyện này bây giờ đi là nó quá lớn đi, tại vì do Vi làm ra cho nên là Vi có thể chịu trách nhiệm với người đó. Bây giờ bên báo chí người ta im rồi mà các bạn cứ moi lên, tại vì hai cái nick giả này mà mấy bữa nay mọi người cứ cứ dậy sóng lên là trời, con nhỏ này nó quen, nó cặp đại gia rồi này kia, trong khi các bạn không hiểu gì cái mối quan hệ này nó như thế nào. Các bạn nghĩ đi, bây giờ nó là đại gia, nó có thể cua gì thiếu gì gái. Các bạn nhìn Vi đi. Bây giờ các bạn nói Vi phẫu thuật thẩm mỹ, thì Vi nhận, Vi đâu có nói đâu. Ai mà vô hỏi em ơi em phẫu thuật ở đâu vậy, Vi sẵn sàng chỉ người đó là chị ơi chị làm cái này, chị phẫu thuật, chị nói người ta cái này người ta sẽ làm đẹp cho chị phải nghe lời người ta tư vấn đó. Vi rất nhiệt tình, Vi chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì cả. Các bạn nên 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 biết, nên chơi với mình, nên phải gặp mình để biết mình là con người như thế nào. Các bạn không thể nặng ngồi đó mà có thể bấm, có thể là nói lên người ta như vậy được. Bây giờ nghĩ đi, trên Sài Gòn nếu mà Phan Thành muốn muốn cua cái đứa nào đó lên Sài Gòn cua, thiếu gì đứa đẹp, thêm cái nữa khỏi khỏi cần Sài Gòn nha, trong showbiz thôi, hoa hậu, diễn viên, người mẫu, một người đại gia vậy có thể dư sức cua con nhỏ đó. Còn về cái mối quan hệ này mọi người không nhất thiết phải biết, và mọi người nên để cho nó im đi, vì chuyện này bản thân Vi tự biết. Mọi người hiểu không? Khi mà mọi người phán xét người khác, khi mà mọi người không thể hiểu hết câu chuyện của họ, Vi nói câu chuyện đơn giản như vậy. Một lúc nào đó mà mọi người đi ra ngoài đường đó, mọi người thấy người ta có mặt treo cái bảng mà tôi là một gái trên người họ, không được quyền phán xét họ đâu, tại vì mọi người đâu có biết câu chuyện họ như thế nào. Các bạn hiểu không? Bây giờ gì, mối quan hệ này Vi mà một chút xíu ngu ngu mà một chút xíu là rồi xong, là banh xác liền. Mình là con gái, Vi luôn lựa chọn cho Vi cái gì mà tốt nhất, cho nên bây giờ mọi người nói là chuyện này Vi gây ra, tự gây ra rồi tự tự viết status rồi tự đổ lỗi cho người ta. Thì bây giờ Vi là con gái mà, đằng nào thì chuyện này lỗ ra, Vi chuyện này lộ ra là ai lỗ thì mình lỗi gì nữa. Thì bây giờ bên người đó là đàn ông thì anh ta phải chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này, các bạn hiểu không? Rồi Vi chỉ nói vậy thôi. Còn về hai cái nick giả đó thì bây giờ Vi, mọi người tin cứ tin và cứ tát đi, tại vì chuyện này nó quá sai sự thật. Bây giờ mọi người làm ơn xem qua cái nick này để hiểu hết câu chuyện của mình. Bên cái nick con Trang Đặng Lê Thảo là một cái đứa nó ghét mình, nó rất là ghét mình, và một cái đứa đó nó tầm cỡ tuổi mình, thậm chí là nhỏ tuổi hơn Vi nữa. Nó có thể nói một cái lời lẽ rồi quá con nít như vậy. Các bạn nghĩ, đặt các bạn như coi các bạn có làm gì không, khi các bạn không làm gì hết mà người ta nói các bạn là mày mày làm này làm kia, các bạn tức không? Đặt trường hợp các bạn tức hay không khi các bạn không bao giờ biết về câu chuyện này như thế nào. Thêm cái nick con Lê Hằng là một cái nick nó quá xàm xí, cái nó quá nhảm, nó phải nói là một cái điều, một cái bản hợp đồng, một cái căn hộ, trời ơi chuyện này không bao giờ có, không hề có. Và còn cái mối quan hệ này mọi người không nhất thiết phải đào bới nó lên, tại vì Vi tự làm, Vi và người đó tự chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này được. Và Vi nói một lần cuối cùng là hai cái nick đó nó quá xa sự thật đi, nó đi quá xa, nó làm cái chuyện quá lố, và mọi người cứ vẫn tin, tại sao mọi người có thể tin một cái nick giả như vậy? Còn ai mà có thể nói gì Vi thì làm ơn vào đây inbox cho Vi, nói thẳng mặt Vi là mày mày làm như vậy đó, mày sai như vậy đó, thì tại sao mọi người không nói như vậy, mọi người cứ qua hai cái nick đó như vậy? Bây giờ các bạn muốn nói gì mình thì các bạn có thể đứng trước thẳng trước mặt mình, hoặc các bạn có thể nói thẳng mặt mình là Vi ơi mày làm như vậy đó là mày bậy đó, thì lúc đó Vi sẽ nói cho mọi người hiểu. Còn cái này các bạn cứ hùa ở bên hai cái nick núp lùm như vậy, trong khi không biết cái chủ nhân của hai cái nick này là ai, mà các bạn có thể chế lên cái câu chuyện nó quá kinh dị, nó quá bá đạo như vậy. Thật sự Vi sức sức chịu đựng con người có hạn mà phong, các bạn khi mà người ta nói vậy các bạn chịu được không? Bây giờ các bạn thử một lần đi, đặt trường hợp là các bạn như thế nào, trong khi mình không có làm mà câu chuyện này nó không không như vậy, mà mọi người cứ cứ nói lên là thành một cái chủ đề hot. Bây giờ Vi nói vậy, Vi không thể nào chạy theo xã hội, không thể nào chạy theo từng người để giải thích cho người ta hiểu là chuyện Vi làm đúng hay sai và chuyện này có thật không. Thì mọi người tin hay không thì tùy. Qua cái clip này Vi muốn nói lại một điều, Vi muốn nổi tiếng, Vi có thể nói cho báo chí. Và còn cái con Trang Đặng Lê Thảo là một cái nít núp lùm và một cái nít rất là hèn, nó có thể chửi người ta nhưng mà nó không đứng ra nó nhận, nó không 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 lộ diện ra, tức là nó quá hèn đi, nó là một cái đứa mà có thể ghét mình, gọi là cái nít núp lùm. Còn cái nick cô Lê Hằng là một cái nick mà một cái con nhỏ chắc nghĩ là nó thi bên là biên kịch ở đâu, có thể biên ra một cái kịch bản nó quá hay vậy, nó quá rảnh luôn, nó quá tào lao luôn, nhà mọi người cứ tin vào cái chuyện này, cứ dậy sóng lên.
Nói thiệt chuyện này là bên báo chí người ta im rồi, không cần tới mọi người phải làm lên như vậy nữa. Bây giờ phía bên báo chí cũng đã nói hết lời nha rồi, các bạn không hiểu những ngày qua báo chí nó dí tới cỡ nào đâu. Người ta cứ liên tục điện thoại là cần xác nhận mối quan hệ này, nó rất là gói. Ở trên kia người ta điện xuống, ở dưới đây phải phải điện lên liên tục. Các bạn không đặt trường hợp với một ngày đi, bộ các bạn nghĩ quen đại gia sướng lắm hả? Đâu đâu có sướng với các bạn nghĩ, đâu có vui với các bạn nghĩ. Còn chuyện này Vi tự làm, Vi tự chịu trách nhiệm được. Mọi người không nhất thiết phải phán xét, và mọi người không nhất thiết phải đào bới, và mọi người rất là khờ, mọi người rất là khờ khi tin vào hai cái nick đó như vậy. Giờ Vi nói lần cuối cùng, chừng nào một cái nick nào mà nick thiệt của người ta đi, người ta nói bằng nick thiệt thì mọi người hả tin. Còn chuyện này, cái chuyện này nó qua rồi, nó im rồi, nó lắng rồi, nó xong rồi đó. Mọi người cứ đào lên, đào một cái chuyện hot nữa. Dạ, mọi người có tin không? Mọi người cứ làm lên như vậy, một ngày cái chuyện này nó sẽ bể ra lớn hơn, chuyện này nó sẽ lên báo thêm một lần thứ hai nữa, thì Vi không còn cách nào để dàn xếp. Vi nói điều này thì làm ơn mọi người có thể lắng xuống, chuyện này có thể lắng xuống cho Vi có thể là có một cuộc sống yên bình. Tại vì chuyện này báo chí người ta im rồi, mọi người cứ liên tục share, liên tục comment gì nó cứ nổi lên, và người ta có điện thoại cho Vi hỏi là tại sao như vậy, tại sao cái nick nó làm như vậy. Bây giờ Vi nói một điều, bây giờ ai mà thắc mắc nữa, ok bây giờ hỏi Vi đi, vô mình bóc hỏi Vi đi, rồi Vi nói cho mọi người hiểu, đừng tin vào hai cái nick đó, nó quá xàm đi. Rồi nói thẳng ra, những cái người nào mà núp lùm sau cái nick đó, làm ơn xuất hiện đi, để tao quỳ tao lại tụi mày nè, trời tụi mày có thể chế ra, sáng tác ra một cái câu chuyện, những cái lời nói của tụi bay, trời ơi trời, không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn. Cái chuyện là người bây giờ nói thẳng ra cái mối quan hệ này nha, đây là một cái mối quan hệ là tống tiền, chính xác là có sự tống tiền trong đây, cho nên chuyện này nó mới dính tới công an đó, hiểu, các bạn hiểu chưa? Còn mối quan hệ bây giờ Vi nói đơn giản, con gái mà ngu thì chịu. Đợi. Qua cái chuyện này Vi tự tin một điều là Vi chưa làm gì sai, chẳng thà bây giờ Vi mang tiếng tống tiền đại gia còn đỡ hơn là bị banh sát dưới tay nó. Rồi khi các bạn phán xét người khác thì các bạn làm ơn hiểu hết câu chuyện của họ, hiểu hết tất tần tật rồi các bạn muốn nói thì nói, rồi Vi chỉ nói vậy thôi. Các bạn tin hay không thì tùy, và các bạn làm ơn kêu mọi người làm ơn lắng nghe cái đoạn clip này để có thể hiểu hết câu chuyện này. Và Vi tóm lại như vậy, thứ nhất, Vi mà muốn nổi tiếng có thể đưa cho báo chí thông tin, lúc đó Vi còn giữ rất nhiều điều hot. Cái thứ hai nữa, cái đứa con Trang Đặng Lê Thảo là cái đứa nào thì làm ơn xuất hiện đi, tại sao mày cứ núp lùm để chửi người ta, phỉ báng người ta như vậy. Còn thứ hai nữa, vì về phía mọi người tại sao mọi người tin một cái thông tin mà nó quá xàm như vậy được. Bây giờ chuyện này nó im rồi, Vi nói một lần cuối cùng là chuyện này bên phía Vi và phía Phan Thành và cả báo chí nó lắng xuống rồi. Bây giờ người ta đã bỏ một cái số tiền ra, cái chuyện này nó lắng xuống rồi, các bạn đừng đào lên nữa, hiểu không? Cảm ơn mọi người nghe cái đoạn.